Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng, bão số 6 đổ bộ. Gió giật cấp 17 theo tờ báo Lao động sáng nay đưa tin lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng hàng chục nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cường xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực phá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày hôm nay lỗ thủng vẫn chưa được phá, hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Cũng trong ngày hôm nay, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát nỗ lực sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và lở đất do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di dời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày này. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài 10 ngày và dự báo còn tiếp diễn trong ngày hôm nay, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua con sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào ngày mai. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, biển Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên đến 18.360 m³/giây và lượng nước chảy ra lên đến 17.990 m³/giây, theo tờ Hà Nam dự báo. Từ ngày hôm qua, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng để trên sông Hoàng Hà giảm mức cao lịch sử 271,18 m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 14.100 m³/giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào ngày mai, vòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay, với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 m³/giây, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Bộ Thủy lợi nước đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu và các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc, để giám sát các hoạt động kiểm soát của lụt. Kính thưa quý vị, thiên tai và đại hồng thủy đang càn quét dữ dội tại Trung Quốc, khiến cho ông Tập Cận Bình vô cùng hoảng sợ. Còn người dân của Trung Quốc thì chạy tán loạn đi trú ẩn khắp mọi nơi. Một số thì chạy lên biển Tây Tạng, Sa Tít Mù Khơi để trú ẩn, vì nơi này được cho là có độ cao 3.000 m so với mực nước biển. Số khác thì chạy lên những đỉnh núi cao để chính trú. Số còn lại, khoảng vài nghìn người, đang có ý định vượt biên trái phép sang Việt Nam, xin được tị nạn và làm ăn. Tuy nhiên, lực lượng biên phòng cùng các cơ quan chức năng ở cửa khẩu biên giới như Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Móng Cái ngày đêm vẫn canh gác 24/24 giờ để không cho bất kỳ một người Trung Quốc nào tràn sang lãnh thổ của Việt Nam. Bởi lẽ, nếu để người Trung Quốc đặt chân sang đất của Việt Nam vào thời điểm này thì rất nguy hiểm, bởi vì dịch bệnh COVID-19 được cho là đang có những diễn biến xấu và phức tạp tại Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, mưa to đến rất to, cùng với lũ quét vòi rồng, mưa đá liên tục ầm ầm ào ạt trút xuống Trung Quốc trong vòng 9 tiếng đồng hồ vừa qua, đã nhấn chìm một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và phá vỡ một con đập thủy điện cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử, khiến cho các thành phố như Thượng Hải, Vũ Hán, An Huy, Hồ Nam, Chiết Giang, Trịnh Châu ngập chìm trong dòng nước lũ. Điều này đã làm cho người đứng đầu Trung Quốc Tập Cận Bình phải thốt lên rằng: trời đã diệt Trung Quốc thật rồi, Bắc Kinh tan nát hết rồi, trời ơi là trời, đất ơi là đất, mưa ơi là mưa, xin đừng trút xuống Trung Quốc nữa. Và đứng trước bối cảnh tình hình không thể cưỡng cầu được với cả mẹ thiên nhiên, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đang sám hối và đang lập đàn cầu khấn xin trời đất ngừng mưa. Tuy nhiên, theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Lũ lụt của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to cùng với đại hồng thủy ở Trung Quốc vẫn tiếp tục dâng cao, trong đó gần 800 con sông và đập chứa đập thủy điện đang vượt mức báo động đỏ. Trong khi đó,
một tin được cho là đen tối đối với cả Trung Quốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này đã đưa ra một cảnh báo và một bản tin dự báo vào lúc 5 giờ 30 lúc sáng ngày hôm nay cho biết Trung Quốc sắp đón nhận thêm một trận mưa lớn vào ngày hôm nay. Và trận mưa này dự báo sẽ kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Nhiều khả năng trận mưa to này sẽ tiếp tục làm ngập nhiều nơi ở khu vực phía nam của Trung Quốc. Qua đó thì Trung tâm Dự báo Động đất và Sóng thần Trung Quốc cho biết thêm rằng trận mưa to vào đêm nay sẽ khiến cho nước sông Dương Tử dâng cao thêm 3 mét và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp, đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân tiếp tục di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Họ nói rằng có thể nhờ sang Việt Nam để tị nạn khoảng một vài tháng, vì đợt mưa lũ này có khả năng dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 9, tháng 10 mới kết thúc. Kính thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với Trung Quốc khi ngày hôm qua, Trung tâm Phòng ngừa Thiên tai Dịch bệnh Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa trong ngày hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục trút hàng tỷ mét khối nước xuống những con sông, con đập, xuống những thành phố phía nam của Trung Quốc và dự báo rằng ngày kia mưa còn lây lan sang một số thành phố phía bắc của nước này, gây ra ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Ngoài ra, một số khu vực mà vòi rồng lũ quét, lũ ống đi qua bây giờ còn phát sinh ra một loại bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng con người. Dịch bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố chính thức cho thế giới biết được, và nếu như điều này trở thành hiện thực thì Trung Quốc chính thức bị toang. Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức sẽ bị xóa sổ vào cuối năm nay. Năm 2022, ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị phế truất. Kính thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trong một bản tin thời sự vào lúc 19 giờ tối ngày hôm qua đã đưa tin, đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm của mưa lũ ở thượng nguồn của con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đang dồn dập đổ về càng lúc càng nhiều, dự báo là sẽ nhấn chìm về khu vực vùng trũng của Trung Quốc. Do vậy mà chính quyền Bắc Kinh đã cho trực thăng, máy bay quân sự và quân đội di tản gấp người dân thoát khỏi sự nguy hiểm. Việt Nam là nơi mà ông Tập Cận Bình nhắc đến để đưa người dân di tản. Tuy nhiên, liên quan tới nhiều vấn đề trong đó có dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nên Việt Nam ra thông báo cấm cửa người dân của Trung Quốc. Các lực lượng chức năng của Việt Nam nếu phát hiện ra người dân của Trung Quốc có dấu hiệu vượt biên trái phép sang lãnh thổ của Việt Nam bằng con đường bí hiểm nào đó, thì ngay lập tức sẽ bị bắt và trả lại cho phía Trung Quốc. Đây được cho là một hành động rất quyết liệt và cứng rắn của chính phủ Việt Nam trước bối cảnh mà dịch bệnh đang có dấu hiệu xấu và có những diễn biến phức tạp. Tờ báo địa phương của Trung Quốc còn trích dẫn một người dân ở thành phố Vũ Hán 63 tuổi cho biết: "Tôi sống ở thành phố này 3/4 cuộc đời rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thiên tai dịch bệnh tàn phá Trung Quốc như năm nay. Đầu năm chúng tôi đã bị phong tỏa và không được đi đâu bởi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, lây lan mạnh sang thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Sau đó nó lây ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc, khiến cho người dân vô cùng khốn cùng. Các con của chúng tôi công tác ở nước ngoài và thủ đô Bắc Kinh cũng mấy tháng nay không được về đoàn tụ gia đình. Tưởng chừng vào đầu tháng 6 vừa qua dịch bệnh tạm thời được khống chế, chúng tôi chưa kịp ăn mừng, thì đột nhiên bão lũ, mưa gió lại tiếp tục xuất hiện, kèm theo đó là những trận động đất lũ quét sạt lở, bão tố liên tục xảy ra, khiến toàn bộ những tỉnh phía Nam, phía Tây của Trung Quốc bị ngập nước. Cuộc sống của chúng tôi bị cô lập hoàn toàn sau hơn 2 tháng, tưởng trận mưa bão đã chấm dứt. Nhưng đến nay nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt." Người dân ở thành phố Vũ Hán còn nói tiếp: "Hôm qua tôi có nghe chương trình dự báo thời tiết thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước tôi cho biết hiện mưa to vẫn còn xuất hiện từ chiều nay cho đến hết tháng 8, thậm chí còn kéo dài sang cả tháng 9. Vì đây mới là đỉnh điểm của mưa lũ." Ông còn nói rằng tất cả những điều trên đang làm cho cuộc sống của người dân Trung Quốc ngày càng khó khăn, trời đang diệt Trung Quốc thật rồi. Ông ta còn nói hiện người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đang lực bất tòng tâm. Ông ấy cũng kêu gọi nhiều nước trên thế giới tài trợ ủng hộ lương thực, vật chất cho người dân của chúng tôi bị lũ lụt, nhưng hiện tại chưa có một nước nào trên thế giới ra tay ủng hộ giúp đỡ chúng tôi. Không phải vì họ không thương chúng tôi, mà bởi vì họ đã mất lòng tin với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Người dân chúng tôi không được theo dõi trên Facebook cũng như YouTube trên thế giới. Nhưng chúng tôi cũng cập nhật được ở một số tờ báo của quốc tế nói rằng Trung Quốc gieo gió ắt sẽ gặp bão. Chính phủ của ông Tập Cận Bình chuyên đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải ở ngoài Biển Đông với vùng biên giới các nước trong khu vực. Nên bây giờ mẹ thiên nhiên cùng đấng tối cao được cho là vẫn ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Hôm qua hãng tin CNN, một trong những hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết hiện Trung Quốc đang hết sức rối ren về tình hình mưa bão, lũ lụt vẫn đang hoành hành. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây chiến với các nước ở Biển Đông và những vùng biên giới xung quanh lãnh thổ của Trung Quốc. Hôm qua, vào lúc 16 giờ quân đội của Ấn Độ đã lên tiếng nói rằng binh lính của ông Tập Cận Bình đã cho nã 6 quả tên lửa đạn đạo xung quanh vùng biên giới giữa hai nước trên. Mục đích là để gây gổ, bắt nạt trên. Mục đích là để gây gổ. Trên
đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!